là như là bản thân em hồi trước nha, cái bản thân em thế là chị với anh bằng cách nào mà nuôi tài giỏi như thế, tài giỏi như thế thì bố thì phải làm mà đem quân đem bán quân để người khác tôi dẫn vào đây để nuôi được quân à, coi như là cũng nghề nghề lâu quá đây đây và bạn này quá giỏi luôn. Nhờ bà con người làm tốt đâu con gái mà cũng nuôi con nuôi đất nhặt của đây nuôi con đấy con nuôi mâm rồi nuôi con trưởng thành như vậy. Đây là mẹ của Phạm Thị Phượng đúng không? Đoạt huy chương vàng. Đoạt huy chương vàng cho đoạt huy chương vàng SEA Games 32. Ăn khoai mà đấu bật khỏe rồi đấy chứ. Đây ăn khoai ăn rau ơi. Đấy hôm nay là chứ ai tới nhà bà đãi xoài hết cho mỗi người một quả xoài. Thay mặt chị em chúc mừng mẹ Phạm Thị Phượng. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Nhất xã Đắc Lua. Nhất xã Đắc Lua luôn. Tài giỏi nhất xã Đắc Lua. Vâng. Bà bảo là chỉ cho ăn khoai với rau thôi mà đấu vật khỏe như thế đấy. Khoai với rau. Cá khô ăn cá khô mà đấu vật khỏe thế đi. Ăn đói ăn khổ rồi coi như đòi đi học võ thì cưa cả xong cửa nhà ra để chui ra. À cưa cả xong cửa đi trốn đi học võ à. Cưa cái ông cho nó đi cưa ra luôn á. Nhưng mà đúng là bây giờ là huy chương vàng một phát là đúng xứng đáng. Là đúng cưa khách thanh cửa đi học võ mà xứng đáng. Xứng đáng. Quá tuyệt vời. Đúng. Nhưng mà bây giờ đạt thành tích như thế là phải nó khâm phục luôn. Đúng mà. Đúng. Mới rồi đủ thứ đủ kiểu nhưng mà vẫn cứ đi đêm thì 3 giờ sáng lên nghĩa địa ngồi cái đợt đi với quân nhà công mới. Ông mẹ em một con chín tôi những cái mũ mà thảm đầu con ngồi trên nghĩa địa. Giờ mình đi nói là mình cấm con rồi. Mua cái gì bác ơi? Đạp đấy là đạp đam mê đúng không? Đam mê võ thuật. Đúng rồi. Đấy này, hôm nay là đúng là được huy chương vàng. Học 2 tháng mà đấu tha huy chương vàng luôn à. Không phải là hên xui mà nó có tài. Quá xuất sắc, quá đỉnh luôn. Có tài nó mới được đoạt được chứ làm hên cái gì. Hên xui là